thăm lại chiến trường xưa số xe 99 luôn. Và giờ đang ngồi tại chợ Đông Ba, bến xe chợ Đông Ba để hút điếu thuốc lào. Chợ Đông Ba kính chào quý khách. Nhà xe, bãi đầu xe, nhà giữ xe, chợ Đông Ba. Em xin chào tất cả bà con. Về chiều nay 26 tháng 3 đó, mưa nặng khá là gắt đó. Mặc dù thì dự báo là nặng muồng nhưng mà nặng vẫn gắt mọi người. 81 độ từ trưa đến chiều luôn. Chợ Đông Ba lúc này cũng là 5 giờ chiều rồi, còn nặng một con chiều rồi, hoàng hôn chưa tắt, chưa buông. Hôm nay thì bà con có một ngày lễ được xa công các cái công trình di tích lịch sử lăng tẩm ở Huế để đi tham quan vui chơi, mà cũng là dịp mình ngày đầu tuần thì chắc là ít người đi vì là bà con đi làm á mọi người. Thì cái lễ 26 tháng 3 thì lễ ở Huế nhà Tân Thừa Thiên Huế thôi. Nên ai đã tranh thủ được thì vẫn có một ngày vui chơi các cái hệ thống lăng tẩm ở Huế. Theo như mong đợi là không bằng vẽ. Khu vực này là hợp chợ cạnh chợ chiều, một đoạn của đường Trương Dương chợ chiều đó. Chiều hàng ăn hàng uống quá loạn luôn. Chờ mà chờ lớn thì mong chí bạn cũng nhiều cả. Ba qua gia hội đất sông lưng lơ sông hương, sông hương em đêm được thì tôi lơ lưng chứ không có như những dòng chảy lớn khác. Các dòng sông khác đều là những cái dòng chảy lớn nhưng mà riêng sông hương là lưng lơ trôi đó. Dạ con được nhẹ nhàng, ngoài trời mùa mưa lụt thôi. Bình thường thì sông Hương được nhẹ nhàng thôi, không phải như dòng chảy xiết lớn như các cái dòng sông khác. Đẹp là vậy, thơ mộng là thế. Qua gia hội về Chi Lăng cũng là phường gia hội ngày nay. Bên kia sông là phường Đông Ba, bên này là phường gia hội mọi người. Ôi trời, những cái gánh hàng chiều
Nặng lên cái là nhìn những o bà hàng ngoài đường là thờ thân mặt mày khi mà xong gánh buông gánh về nhà. Nặng nôi làm cho người ta mất năng lượng nhiều lắm, đặc biệt những cái công việc ngoài trời. Trong nhà mà còn mệt mà. Phục vụ chi lăng đây mọi người, một gia hội đó. Bên phải em đây là nhà rạp chiếu phim Hoàng Mỹ năm xưa, bỏ không từ ngay chưa luôn này, không sử dụng cho việc gì cả. Cái đây mấy tháng đấy cũng bỏ thấy ta có ngôi bạn buôn hàng rong ở đấy, nhưng mà bây giờ cũng thấy nữa. Đó, khu vực này là toàn là nhà kiểu dạng xưa mọi người, nhà thấp thấp thấp, một tầng hai tầng trở lại. Sau bộ tập nập đường chi lăng lúc nào cũng vậy, nhìn bà con làm ăn cũng vui nhộn. Hàng hóa cơ sở làm lụng lúng chuyện như vậy mày phòng vẫn được chứ. Tuy nhiên là có nhiều cái nhà hàng lớn cũng đóng cửa. Ba bán nhỏ lẻ, cơ sở sản xuất rồi sửa chữa xe cổ này kia thì này khách đóng rửa xe rửa cổ, những cái mặt hàng nhỏ lẻ. Tính đường kia, đường chi lăng khá là dài, đi mãi hết. Đường này phải tên 2 km, 2-3 km. Nếu như mà nói dài về dưới
qua cầu Chạy Chính ở Tiên Giai nữa, phần ngang đến khu vực cầu mũi cầu Chạy Chính là đã 2-3 km rồi. Đó, có chiều cao bạc quạt ngã ba Chi Lăng. Hướng về hướng Tây cho nên là mặt trời hoàng hôn đang còn chói chang luôn. 5 giờ gần 5 giờ rưỡi mà mặt trời còn rồi sáng rực cho mọi người. Chà, chói là tối đó. Có thể là khu vực gì đi đã là phường Phú Hậu rồi. Dạ, về từ Gia Hội về cũng khá là xa. Đường cao bạc quạt thì có thể là thuộc Phú Hậu. Một bên cũng nên. Thẳng đường cao bạc quạt. Wow, trời quá. Sợ bà con thấy đường đấy chứ. Chà, phố chiều khoảng 1-2-3. Đầu tại bàn đá rồi đó. Chuẩn bị đón khách nhau chiều. Trường tiểu học Ngô Kha. Có đường thế lại nè mọi người nha. Đường thế lại nè. Đó, nơi cuối đường cao bạc quạt là bây giờ có công viên này. Khu chơi để cho trẻ em người lớn đi có thể đi tản bộ mỗi chiều mỗi sáng nè. Đường Trần Quang Long. Cuối đường giao nhau với đường Ngô Khá đó. Điều này dân cư đông lắm. Dạ, khu này là khu định cư của Phụ Hiệp năm xưa đây. Bên đây là khu Bảy Dấu nè. Ra đây lại là ra khu vực chợ Đầu Mối đó. Ngô Kha Quảng Xã. Đây nào đông dân cư này đó. Về buôn về bán ăn rong. Về kiếm sống. Và nhiều quá thì cũng chia 5 xe 7. Đây khu vực này là khu vực như khu chung cư của Bạch Dấu đây. Đây là đường Đoàn Nguyễn Tuấn, phường Phú Hậu đó. Đó đây. Chung cư đó bà con. Cắt một cái hệ thống công nước nhỏ dòng sông bên đường Cao Bạc Quạt chúng ta vừa đi qua. Hôm nay là hình như em nhớ là chung cư Bảy Dấu Phú Hậu. Chung cư phường Phú Hậu.
Họ rất là nhiều dãy luôn, dãy nhà chung cư và con sinh sống rất là đông. Mà nơi nào đông thì nơi đó cũng có phần phức tạp. Đó, rác thải ở đây đường này cũng được sạch sẽ cho lắm này. Đó, ở đây khu vực chợ hoa nằm một bên của các cái tòa nhà chung cư, chợ hoa quả Phú Hậu. Đi phải là xe về cầu Chợ Dính, đi trái sẽ lên cầu Bảy Dấu mọi người. Đó, Phú Hậu. Phú Hậu, Phú Hiệp thì như là dân cư, chung cư nhiều. Và cả khu đó là toàn là tái định cư của bà con ở sống ở đò lên nhiều lắm. Dạ, vì năm xưa là Phú Hậu dọc với dòng sông này. Ở dưới dòng sông Hương từ Cồn Hển đi về là bà con bằng đò sống nhiều lắm, về đến dưới khúc cua của con sông để về đến Phú Hậu vòng về Bảo Vĩnh đó, có Bảy Dấu. Cho nên khu vực phường Phú Hậu là chung cư về tái định cư sau này cho bà con ở đò lên trên khá là nhiều, rất là nhiều nha. Đây là tuyến đường, một đoạn đường của đường Nguyễn Gia Thiều đến khu vực cầu Bảy Dấu. Cầu Bảy Dấu, nơi con sông Đông Ba dập cùng chạy về đây giao nhau về phía dưới của sông Hương. Vực này là ngắm về, hướng về nhìn về Bảo Vĩnh đó. Ở bên trái thì dòng Đông Ba chạy về đó. Khu vực này là ngã ba sông, sông Bạch Yến cũng bắt đầu từ khu vực này, và sông Đông Ba cũng chạy về từ giao nhau với sông Hương nhìn về Bảo Vĩnh đó. Dạ. Thăm Huế, thăm khắp nơi. Để phải qua cầu Bảo Vĩnh, ngược lại đi, ngược lại sẽ lên hàng Bè, Huỳnh Thúc Kháng. Đây là con sông Bạch Yến cùng chạy về giao nhau về Sóc Phương. Qua ngã ba, qua cầu Bảo Vĩnh là ngay ngã ba là đình Bảo Vĩnh. Ở đây là tuyến đường Bảo Vĩnh, có phố cổ Bảo Vĩnh. Hồi chiều mọi người đó nhìn ra phố cổ kia, ra một khu phố. Người đi lại học chờ đông đúc trên đường, về nhà ở. Giảm dốc phố cổ, chờ Bảo Vĩnh. Đây tôm cá, rau củ quả.
Dạ, như thế nào về Huế chiều nay? Hy vọng bà con biết thêm cùng em nha. Thăm Huế khắp nơi, mọi lúc mọi nơi. Đó, khoảng chiều này nhau ăn uống giải trí. Dạ, khi xem bà con không quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới em ghi hình về Huế nha. Dạ, lần nữa em xin cảm ơn, chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video quý vui. Dạ, chúng tôi xin chúc tất cả bà con luôn dồi dào sức khỏe bình an trong cuộc sống. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người.